Thế khoai thì lên trên nhé. Thế nào đấy nhỉ? Đường đi vào này. Nội khu này. Tối đi ra ngoài đường khi mà cái trò chơi gì ra ngoài đường thì rộng. Giảng karaoke chọn bài thoải mái, thích làm ca sĩ nên đây là trở thành làm ca sĩ được. Hello cả nhà, đây hôm nay mình đi quay review cho mọi người cái thực tế cái căn villa trên đồi Monaco đây. Đây hiện nay ở cái mình đang ở cái khu bể bơi, khu bể bơi này là bể bơi vô cùng khá là đẹp, bể bơi này rộng trên 40 mét vuông. Đấy, đây một vòng cho mọi người xem nhé, khá là nhộn nhịp luôn. Đó, đây ngoài này có nhàn đá bàn đá và ghế nhựa để cho mọi người ngồi sinh hoạt ở đây. Ở đây cái khu này, cái căn này khá là rộng đây. Mình làm tổ chức đông người làm party ở đây khá là đẹp. Và phía xa đi kia ngay cạnh bước chân khoảng độ đi khoảng độ 3 phút thì ra tới chỗ Nanuna cà phê khá là đẹp, điểm check in nổi tiếng của của Hà Nội đây. Căn này của mình là gần 7 phòng ngủ nhé, 7 phòng ngủ nữa, ok, 7 phòng ngủ nữa. Đấy. Bơi bể bơi bơi ở đây rất là tuyệt vời đó nhá. Bây giờ mình quay thực hiện đằng sau cho mọi người xem nhé. Đây. Đứng trên đỉnh này là view thành phố khá là đẹp. Quay một vòng cho mọi người xem nhé. Phía trước cái chỗ này là có chỗ nấu nướng ngoài trời này. Đó. Có mái che, có mái che. Đó là ok. Đấy. Có ghế này. Để hơi này. Ok. Đây. Để hơi rất là sạch. Ừ, 2-3 triệu người, khá là uy tín luôn. Nhà từ đây đi ra chuyển, di chuyển ra đến biển đi bằng ô tô thì 5 phút nữa. Ở trên đồi khá là mát. Mày mỗi giường hai người ngủ rộng mái. Đấy, view cửa sổ ra biển hoa. Ok.
đúng không? Chuẩn luôn này. Đấy, cái phòng này view ra bể bơi này, đẹp nhé. Đây mình đi ra chỗ sân thượng này, đó khá là đẹp luôn. Đấy, con bộ bàn ghế này nên đây view này. Đấy, view được một chút gia vị. Chỗ này có cái thang lên trên đỉnh trên mái trên này, có view 360 độ luôn này. Đấy, bên kia những đồi thông, view ra thành phố, bên trên đỉnh này chụp check in view ra bìa ra ngoài vịnh này. Khá đẹp đó. Bên kia sóng ra chỗ ngoài vịnh cho mọi người xem nhé. Đây cực mát, khá là đẹp. Đây là mình đang ở trên đây, ở căn phòng ngủ trên tầng mái nhé. Đây, view đẹp. Đấy. 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 Đi ra ngoài có mặt không ngoài này. Đấy. Đây là phòng mắt, đây là phòng chính này. Của căn của bà toàn này. Có phòng ngủ rộng này. Đây là hai. Đây là bàn này. Cửa sổ, hai sổ chuẩn view rất đẹp. Đấy, view đây. Đấy, ăn cơm đi. Đấy, có cả bồn tắm nằm này. Đây phòng nào cũng rộng, là giường cũng rộng luôn. Phòng này có ban công, có cửa kính để view ra ngoài. Khá đẹp, khá đẹp, rộng, khá yên tĩnh. Mà phải có TV. Đây. Phòng ngủ rất là rộng luôn nhé mọi người nhé. Đây, rộng, ban công có cửa kính thoáng đãng. Đây một xíu nhé, ra chỗ lùm cây kia, trước kia là chỗ Luna cà phê kìa, coffee kìa. Đấy.
nhỉ. Đó. Đây, phần phần này. Tiếp theo này. Tổng mình quay từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên cũng có 7 phòng. Phòng nào cũng rộng. Phòng nào cũng rộng luôn. Và phòng nào rộng, giường cũng rộng. Ở đây nói một phòng này ngủ được. Phòng giường này nếu mà nói thật ra là người ngủ 3 người vẫn ngủ được. 3 người một giường vẫn ngủ được. Khá rộng luôn. Đấy, đẹp. Bây giờ mình ra quay ra phòng khách gồm có âm thanh, ánh sáng và bếp này. Ok. Take your start.